Quý vị các bạn, trên hình bạn thể thấy đây là mic của điện thoại Huawei Pixel 5, nó đặt phía cuối đuôi máy như này. Đó. Nó tách biệt ra khỏi bảng main của máy. Khi điện thoại Huawei Pixel 5 bị lỗi hỏng mic nói, đầu mic kia nghe nhỏ, nghe rè, nghe chập chờn lúc không. Đó là dấu hiệu cơ bản báo hiệu mic của điện thoại Huawei Pixel 5 đã lỗi hỏng cần phải thay mới. Hiện tại Di Động Cao Cấp .vn có tất cả linh kiện trên điện thoại Huawei Pixel 5 nói chung và phần mic nghe gọi của máy nói riêng thay mới vì các bạn khi cần. Quý vị các bạn chỉ cần cầm máy qua các địa chỉ của Di Động Cao Cấp .vn, chúng tôi tiến hành thay mới vì các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn về dịch vụ thay mới mic nghe gọi cho điện thoại Huawei Pixel 5, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 0961234534 để được kỹ thuật viên để Di Động Cao Cấp .vn tư vấn hướng dẫn cụ thể, chi tiết hơn quý vị các bạn. Xin cảm ơn quý vị bạn đã xem video tại Di Động Cao Cấp .vn, chỉ cung cấp link phụ kiện của điện thoại Huawei Pixel 5 hàng đầu hiện nay. Xin cảm ơn quý vị bạn.